nhà thì mang đi. Mang á? Ừ, ra đây xem này nha. À, mang to. Có to lắm. Mang. Đây, to lắm này, Nga ra đây xem này. Chặt đi bật, mang đi, chặt mang đi bán đi nhỉ? Cho một con. Cho quả nữa đây, quả đây nữa. Có. Tí ra bên kia xem có không nhỉ? To lắm nhỉ? Này Nga, bắt quả này sang bên kia nhá. Sang bên kia thì không thể có. Ai, đi sang bên kia xem còn quả nào. À, của ai? Hả? Đây còn ba bốn quả. À, ba bốn quả thì cứ xem. Đây còn một quả. Đâu? Đấy, nó ừ. Không còn nhiều. Ở bên đấy con là con người mang á. Ờ, tí cứ ra xem. Nhưng mà nó ở đâu nữa? Quả này bé hơn quả hai ba quả bên kia. Không. Ừ. Nó bé hơn. Nhưng mà mấy quả kia còn to hơn quả này bé tí. Ừ. Không. Bé một tí. Ừ. Nhanh đi, bập 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 đi.
Đó đi đâu Nga ơi. Hai quả này thấp thấp phát xem ạ. Lên lấy ạ. Lên không? Thấp quá. À quả dưới kia cao hơn này. Để chú sang bên này lấy. Ờ. Dưới kia lấy. Ờ quả ở dưới à? Ừ, mấy quả dưới kia nó cao hơn. Ừ, cao hơn. Ừ. Đây này. Ôi giời, quả này to này, Nga này. Ừ. Ở dưới kia một cái nữa. À, thôi không lấy nữa, chắc được nhiều lắm rồi đúng không? Được mấy quả rồi. Bảy quả ra. Thôi. Quả này to này. To nhưng mà nó ngắn. Nó hơi ngắn, không được nhiều. Ờ, không được nhiều giống như quả. Nha, chạy ra kia là cái gùi cho chú này. Đỡ phải đấy. Ôi giời ơi. Sao lại ngã thế? Lấy được không đây? À được rồi. Ôi giời ơi. Ra đây cho chú. Đấy. Từ khi nhá. Nhưng mà bàn này quả không đủ. Nhưng mà nó để vào vùi quá. Để đây tí xếp một thể nha. Đi cho con bốn vùi này đây. Cái này á? À? Ra vùi được không? Nhá. Tí Nga gùi nhá. Nga chặt bằng đấy. Chặt cho nó ra một chút. Chặt dài tí Nga vác nhá. Tí Nga gùi nhá. Không. Thế. Thế bảo chú chặt dài làm gì. Chú chặt dài. Chặt dài chọn xem nó đến đâu mình. Anh chặt bỏ đi chứ. Nào chú vác cái dốc đi bỏ đi. Đấy đi bỏ đi. Bỏ đâu? Đấy. Bỏ dưới này này. Yeah. Này. Ừ. Chú dọn cái mỏ đi trước đi. Tí nữa phải dọn. Nga lấy gùi về đây cho chú. Để chú đặt luôn cái này. Đấy, để đặt vào lên. Ừ. Đây, mày gùi được không? Lấy xuống. Lấy xuống đi. Ơ để mang á. Ừ. Để mang đây. Ui giời, đại bác. Đây quả này nặng nhất. Ừ, quả đại bác. Ờ, quả đại bác ơi, nặng nhất đấy. Ừ. Quả này có không nặng đâu, quả này mệt không nặng. Nhấc chú đi. Để vào đây. Nào, vào đây, lấy quả kia đó. Nhấc được không? Nhấc được. Nặng lắm, đây, đấy.
Ủa, cào quá. Cào lắm. Cào nhất thử đấy hả? Nặng không? Đủ thức. Nặng đây. Nặng lắm. Nhà dưới nha, nó đổ đấy. Gốc thì vứt đi gì? Ờ đấy, đấy chẳng phải vỏ. Cả vỏ rồi vứt đi. Cả vỏ cả gốc. Lúc nãy bỏ ngang chú đó, không rõ. Giờ lại bắt chú đó. Rồi, nghe đâu? Nghe đấy nhá. Chú đi lấy áo cho. Đi rời này, đi rời mặc thêm áo vào, không khí kín nắng. Đấy, nào, mặc áo vào, mặc thêm áo vào, không khí kín nắng ấy. Cài cúc đi. Cài cúc đi rời ạ. Đâu đâu đâu. Rồi. Đây này. Ew. Này. Chân ngà to rồi đấy, đi một vườn rồi. Ai bảo đi rồi. Đây, mặc vào cho. Rồi đi. Đi ăn cái bùi đi. Đây. Cách này nhá, cách được không? Cách sao? Cách sao chị bán? Chị áo cho này. Ui, chùa. Ui, nào đi. Ui. Đâu rồi, đi. Cách được không? Không cách được rồi, chú ơi. Rồi đi ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con mang cửa một chuyện con ngay cái ghế ăn được ăn gì ngủ ăn cơm mì rồi. Bán anh ơi, bán anh ơi, đã cân bắt em bóc sẵn là cân 5.000 đó. Bán anh lấy quả nào cho anh đi. Vâng. Này con ngon không anh ơi? Có anh ạ. Mang về hầm mới xưa anh ạ. Chưa. Vâng. Con này nhìn này, nó non đấy, nó non nhỉ. Vâng vâng. Đến đây nó vẫn bị vàng. Ngon rồi còn vặn đi này. Hai cân sáu, 2 cân là 10.000. Còn 6 lạng nữa. 5, 6, 30. Đây đây. Một này. 1.000. 5 này. 5.000 nè. Đúng rồi. 7.000 nè. 7 này. Rồi. 1.000 nhá. 1.000 nhá. Vâng. Rồi sau lại xuống bán nhá. Vâng, vâng, vâng. Mang cô ơi. Mang cô. Mang to đấy. Vâng, to anh. Mang ra. Vừa lấy ạ. Vâng. À? Vâng. Sáng nay vừa lấy anh ạ. Anh lấy mấy quả? Cả này là lấy nhiều cơ. Lấy 2 quả. Vâng. Có phải bóc không? Vâng. Cân 5.000 chị ạ.
Đi về đó.